Tôi còn đây mà dù lâm phong ba thuyền từ chẳng đâm. Xin chớ lo ra, tôi còn đây mà lăn lóc ngày qua. Chờ câu dần thời gieo đạo rộng ra. Tôi còn đây mà lòng luôn xót xa, ước chỉ có cánh bay thẳng về nhà. Tôi còn đây mà nhờ Phật vào ra sớm hôm hủ hỷ bất tội việc nhà. Tôi còn đây mà tuy ở ta bà lòng không nhiễm tục chẳng thẹn liên quan. Tôi còn đây mà sống với người ta, nỗi lòng ai rõ con người vị tha. Tôi còn đây mà bóng dáng tuy xa, tâm hồn vẫn cần rất thương trẻ già. Tôi còn đây mà tiếng gọi háo hòa ngày đêm réo mãi đâu dám lơ là. Tôi còn đây mà huynh đệ ở nhà ráng đoàn kết lại dình đạo Thích Ca. Tôi còn đây mà xin khuyên quê nhà từ trên chi dưới cần phải thuận hòa. Tôi còn đây mà muốn khỏi thiết tha, anh em lớn nhỏ xin chớ rời ra. Tôi còn đây mà đi khắp ta bà gia hình đủ cách thức tỉnh người ta. Tôi còn đây mà việc nước việc nhà lòng tôi vẫn nhớ đâu dám lãng quan. Tôi còn đây mà chúng dòng gần xa người đang mê ngủ lắm kẻ thức ra. Tôi còn đây mà hồn luôn về nhà trước thăm từ mẫu sao viếng chư gian. Tôi còn đây mà đâu quảng giang hà luôn chèo chống mày rước khách ta bàn. Tôi còn đây mà viết buồn xảy ra nhớ thầm niệm Phật sẽ được nguôi qua. Tôi còn đây mà ráng lo việc nhà ơi người trong nước chớ bỏ ông cha. Tôi còn đây mà vì thương trẻ già thân tôi đâu kể tần tảo bôn ba. Tôi còn đây mà ai xỏ xiên qua cũng đừng chấp nhất có lúc tình ra. Tôi còn đây mà trời đã canh ba vẫn không an giấc vì nhớ chuyện nhà. Tôi còn đây mà ráng tu mới là cuộc đời càng mong trễ bước khó ra. Tôi còn đây mà nẻo đạo đừng xa chữ tu
ráng sửa cho Phật đến nhà. Tôi còn đây mà ít khi ngồi nhà, thường đi đây đó nói đạo Thích Ca. Tôi còn đây mà không quên trẻ già, trẻ già chớ phụ sinh nhớ người xa. Tôi còn đây mà nước mắt đượm đà, bởi chưa toàn nguyện còn ở phương xa. Tôi còn đây mà này bớ trẻ già, cùng tôi xiết cành đi tới Liên Hoa. Tôi còn đây mà xin chớ dần già, ráng tu kiếp kiếp khỏi bị hùng than. Tôi còn đây mà tôi ở phương xa, vì câu Phật Pháp không vì vinh quang. Tôi còn đây mà chưa dứt căn qua, kha nên thương lần để bớt thiết tha. Tôi còn đây mà lớn nhỏ ở nhà, dù ai khuây rối cũng ráng hảo hoàng. Tôi còn đây mà ở chốn phồn hoa, biến đủ hình dạng nhưng chẳng nhiệm sang. Tôi còn đây mà khi Phật khi ma, chỗ tôi dùng ý khó ai hiểu ra. Tôi còn đây mà khẩu Phật tâm xà, chẳng làm vinh đạo khá bỏ gian ra. Tôi còn đây mà Phật vốn là ta, tìm trong tim nào chớ kiếm ngoài gian. Tôi còn đây mà ráng niệm Di Đà, gặp ngài ách biên có Phật hiện ra. Tôi còn đây mà thường nghe Phật Đà, dạy câu chân ngụy truyền lại trẻ già. Tôi còn đây mà gió táp mưa xa, đâu làm rung chỉ vẫn mạnh bước ra. Tôi còn đây mà gió thuận gặp ra, chỉ trong giây khắc nâng chén quê nhà. Tôi còn đây mà xin kẻ gần xa, vui lòng để nhớ chớ phụ nhau mà. Tôi còn đây mà dưới bóng đèn ngà, mượn lời mực dây gửi đến quê nhà. Tôi còn đây mà mỗi lời nói ra, ước mong lớn nhỏ chớ để ngoài gian. Tôi còn đây mà ráng ở thật thà, coi như ruột thịt chớ rẻ chia ra. Tôi còn đây mà thiếu ở chia nhà, thiếu cơm chia thóc mới gọi hảo hoàng. Tôi còn đây mà vẫn rủi đi qua, thời hên sẽ đến việc đó có đâu xa. Tôi còn đây mà ở khắp trẻ già, chữ tu chớ lật sao khó kiếm ra.
Tôi còn đây mà chớ ngỡ rằng xa quên lo bay sam rất uổng thay là. Tôi còn đây mà lửa ngung bén nhà, nếu không sớm dập chừng gió thổi ra. Tôi còn đây mà con nói theo cha gót thầy trò nói làm cho nhân hoàng. Tôi còn đây mà tật xấu bỏ ra chợ đều y quy học đạo Thích Ca. Tôi còn đây mà nêu khắp trẻ già thật tâm tu niệm đây đó gặp ra. Tôi còn đây mà ngoài trời mưa xa giờ đã khuya khoắt còn ngồi viết ra. Tôi còn đây mà thân ốm còn da vẫn kêu đạo đức đâu chút nải hà. Tôi còn đây mà thăm hết gần xa chúc cho lớn nhỏ đều được an hoàng. Tôi còn đây mà suốt mấy năm qua đêm thường không ngủ ngày giao ta bàn. Tôi còn đây mà khi mối lò ra nắm ngay không bỏ ráng đợi trẻ già. Tôi còn đây mà khổ mấy cũng là không hề nao nung miệng đổ người ta. Tôi còn đây mà nếu có lòng tà tự trừ bỏ lấy chớ kéo dài ra. Tôi còn đây mà viết gần không xa cuộc vui tay ngộ thờ Phật dành cho ta. Tôi còn đây mà rất mong trẻ già nhớ tôi thường bữa việc đạo đừng xa. Tôi còn đây mà đâu vẫn tình nhà hình dung đồng đạo luôn được thấy ra. Tôi còn đây mà dù có cách xa cũng thường nhắc nhở xin chớ bỏ qua. Tôi còn đây mà tiếng kệ gieo ra không riêng một chỗ gieo khắp gần xa. Tôi còn đây mà đợi từ ngày qua vẫn lành khi đến về thăm trẻ già. Tôi còn đây mà nở nước ơn nhà lo cho trọn phận đẹp giả ông cha. Tôi còn đây mà hai chữ hảo hòa đã đem nêu rõ sáng mắt gần xa. Tôi còn đây mà vừa nhớ mẹ cha vừa thương đồng đạo nước mắt nhỏ xa. Tôi còn đây mà xin ráng nhớ ra chợ cơ vẫn đến chung họp một nhà. Tôi còn đây mà xin gửi về nhà ít vần thơ ngăn thầm hết gần xa.
Nam Mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thị văn giao ly phần muốn cho đây đó, đây đó một lòng son nhìn về cảnh nước non. Trong lòng mình tự hỏi sao vẹn chữ mất còn, sao vẹn chữ mất còn, không hổ phận tôi con. Ngoài đời hay trong đạo, cũng ở trong nước non, cũng ở trong nước non, há quên phận tôi con. Chữ hảo hòa phải liều, đừng để nước non mòn, đừng để nước non mòn, ấy là phận tôi con. Tổ tiên dạy như thế, con cháu ráng lo tròn, con cháu ráng lo tròn, chớ để cho nước non người ngoài leo lên dầm, làm cho nó tiêu mòn, làm cho nó tiêu mòn, mòn cả đến cháu con. Nước cạn thóc không mọc, khá gìn vẹn nước non, khá gìn vẹn nước non. Nước non của cháu con, của chung của tất cả, đừng để ai riêng bòn, đừng để ai riêng bòn. Ngồi trên chốt thon vòn, quên đau khổ kẻ dưới, lợi dụng chữ nước non, lợi dụng chữ nước non, đảo ngược phận tôi con. Tình nghĩa chia đôi ngà, quên hai chữ mất còn, quên hai chữ mất còn. Tự hỏi lấy lòng son, có nhục hay là chăng, ai là phận tôi con. Nam Mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Diệu lý tâm nguyên của ngài thánh sĩ, khai chí lý đạo màu phân tỏ, đem quyền thâm mở ngõ đưa đường. Thực tánh quang cơ pháp phổ trương tri ngộ, đạt tâm lương màu diệu, tùy duyên hành ứng quyền thiện, chiếu soi gương lành liễu ngộ Phật đàn.
Phải trì tâm tỏ thấu cơ quan, rồi chẳng ngại bước đường hành đạo. Lòng từ bi xiết chi áo não, là bởi thương hung bảo cường quyền. Đạo cùng đời lăn lộn ngựa nghiêng, nào ai thâu mấy quyền bí ẩn. Gúc mây mụ còn đang chuyển dần, cảnh đồ lao nhớ bấn lòng phàm. Nay diệu màu đưa đến kiều lam, mong trên dưới bền lòng cố gắng. Dù mưa gió bão giông cũng chẳng núng nao, lòng mới đặng công thành. Nhân người hiền đạo đức cao thanh, đặng tận ngộ ngọn ngành thấu rõ. Phải ghi nhớ khuyên lòng đừng bỏ, lời cao siêu Phật Pháp cơ truyền. Tự trí minh ứng độ tùy duyên, phải kinh nghiệm tinh chuyên rèn đúc. Do ta tạo gây nền hạnh phúc, câu bài thành trong đục nơi mình. Chỉ thiệt hành đạo pháp tinh mình, nẻo quyền bí ta in vào da. Cần thâm xét tận tường chân giả, để phân minh cho hạ lầm thiền. Cái trí thành sở tác đầu tiên, ta phải giữ mỗi diện kiên cố. Đông năm cửa vách thành đồ sổ, đuổi sáu ma bại quỷ ra ngoài. Dùng tinh thần mạnh mẽ ra oai, dẹp ba chướng đồ lao thảm thiết. Ta phải có cái tâm cương quyết, thì làm nên mọi việc trên đời. Khó khổ nào cũng luật Phật trời, bày ra đó cho đời liễu lây. Tùy nhân quả chuyện luân phải quấy, hạp nơi nào sợ cậy mà dùng. Trí diệu quan sát kỹ tâm trung, kha phân định nơi lòng cho tầng. Xem nội cách tỏ tường bốn phần, hiện bây giờ trí vẫn nơi nào. Tình chỗ tình màu hay chốn đồng sao, rồi mạnh mẽ lòng mau phủi sạch. Nằm đi đứng nơi nào đủ cách, để cho ta tìm vạch thoái hèn. Phải canh phòng tà niệm lần xen, làm khuây rồi mất đèn trí huệ. Cần gìn giữ hằng giờ bảo vệ, cho linh hồn vượt bể mê đồ. Trí diệu màu mới đặng quy mô, ta được thấu bồ đề này la.
cần nên nhớ rách rồi phải giá, đừng để cho tua xả không dùng căn dặn lòng đại lực đại hùng. Để trừ tuyệt thối tà di đồng, tâm duy ý phải nên xiền đông, tập cho rành hình bóng của mình. Vượng leo chuyện khuấy rối đức tin, làm ta phải bể tình sống dày. Ngựa thì nó ưa đều đua chạy, thêm mến ăn cỏ béo lá bùi. Chôn thấp hèn cứ mãi nhủi chui, nơi thành thị tới lui la lết. Ý sức mạnh nào suy mỏi mệt, đâu có hay kiếp chết là gì. Nay mà ta đã biết tu trì, nên tình trí làm lì thân xác, tâm chi quyết thì tìm phương giải thoát. Mạng kế chi mặn lạc thoái đời, ráng làm xong mới đặng yên nơi. Rồi sau sẽ thành thời muôn thuở, trí bình đẳng tánh này cơ sở. Là cái nền ta ở tu hành, trong lòng hằng được chữ tình thanh. Thời xem thấy nguyệt tinh chói rồi, tìm chân lý kịp chân theo dõi, thì mai sau vượt khỏi bể trần. Phải hằng giờ chánh định tâm nhân, để lặng tâm thần bất đồng. Dù lâm kẻ vô lương đánh trong, cũng không hề sao động tâm mình. Được như lời mới gọi trí bình, hằng đứng vững không tình siêu ngà. Lời nhắn nhủ người ngoan để già, hành chánh rồi khỏi đọa linh hồn. Người tu hành đừng có bôn chôn, hãy bền chí lần dò đi tới. Mình chậm rãi mà tròn đạo nghĩa, còn hơn người tu sới tu bừa. Giữ chánh tâm bước nấc hạ thừa, từ chỗ ấy mà đưa trung thường. Đời còn lắm khổ đời nghiệp chướng, mà nhiều người tu bướng tu càng. Nếu biết rồi thì phải sửa sang, lo tập luyện bảo toàn tánh đạo. Còn chi nữa mà hồng lừa đảo, không trao dồi tánh hảo lòng hiền. Cố sức mình mới gặp Phật tiên, thêm diệu hạnh giữa miền cực lạc. Đại viên cảnh trí này minh đạt, phải làm sao khắc tạc nơi lòng. Ta phải dùng để nó bên trong, hằng soi thâu tấm lòng thay đổi. Nhờ gương ấy hằng giờ cứu rồi, nhưng nơi lòng đen tối chưa tròn.
cố gắng thêm hành đức sắc son, càng lộ vẻ nơi lòng trong trắng. Thượng ngày hằng xưa cho tròn láng, mới mừng ta chẳng vướng bụi hồng. Ở trên đời mỗi việc mỗi phòng, kẻo phải vướng vào vòng hắc ám. Đợi còn mãi lợi quyền xúc cảm, mi có bao người tự làm lòng nhà. Nếu như nay trồng kiến trồng hoa, thì dân chúng bỏ qua cũng phải. Giống linh căn thuận mùa tiết trài, đành lòng nào phụ rãi không dùng, mà e cho đời lỡ vợ kiết hung. Cơn bôi rối cúc cũng cầu khẩn, nào ai có tiếp người thất dần. Để đau đầu bay khẩn đã rồi, chưa chàng thay mắt ngọc châu rơi. Ai chẳng thấu Phật trời tiên thanh, nên nhớ lại xoay gương minh cảnh. Rồi sửa sang dẹp dọn lòng tàn, có thú vị tạm giả đời ta. Mà lặng hợp ấy hà la mua, rất buồn thám đời còn tranh của ơi. Cùng tham công mua tủa xương ngủ, phải liệu toán hai chữ chân tu. Sao mới khỏi mưa dầu nắng lừa, nhờ từ thiện Phật tiên cứu chữa, cho thân ta được thừa sống thừa. Chiếc thuyền từ chư Phật rước đưa, người trọn đạo sáng qua bỉ ngàn. Xin bài kể ba thân rõ hẳn, người thiện tâm hãy ráng nhớ cùng. Cái pháp thân đạt lý ngộ thông, là những nẻo mà lòng ta sửa. Dẹp tà mị chánh tâm nương tựa, thì tự nhiên đạt pháp chớ gì. Ngoài giá trần cõi tạm xa chi, trong chân tánh vàng y chẳng đổi. Từ chỗ hành mà ta cứu rỗi, nơi tâm lành diện mối minh tình. Giang sự đời khó dễ trượt thanh, đều bởi gốc ở tình sửa đổi. Được trọn cả pháp thân nhuận gội, thì thông minh tri kiến rõ ràng. Cái lý này tâm đặng rành rang, được đi đến nấc thang vị hòa. Rành là rành tiệm đời không ngã, trí thông dông tâm khả vị tình. Cứ trận đồ chẳng mến phù sinh, ở cảnh tục minh kinh toại già. Rồi ta phải tùy duyên ưng qua,
đem thân lưu phổ ta phạm tình, quá thân này diệu pháp tinh minh, ngoài lìa vật trong tình vô nhiệm. Được tỏ ngộ đạo màu chân tìm, mê hạp thời lưu tìm kiếm duyên lành. Thuyết tùy hình nay phải cười canh, lo cho được bất sanh bất diệt, tưởng chân chánh ấy là mới thiệt. Lòng giải tà tiêu diệt không còn, tưởng phải lành hướng cánh lầu son, bằng vọng quay chung loạn địa ngục. Tùy tâm khởi biến hình trong đục, do ở lòng quá cảnh đủ điều, hiện tại ta, ta phải lượng theo. Tìm chân lý chỗ nào thức tánh, tuy là nơi vô hình hữu ảnh, thường hiện ra thấy tánh rõ ràng. Sai ngộ rồi kết lý từ trang, không sanh nhiễm nào tan nào diệt. Bằng thấu tỏ vô vi thanh khiết, phải cần âu tìm triết lý màu. Tùy duyên lành quá độ cần từ câu, trong nhiều nét gồm thâu tâm pháp. Báo thân rất nhiệm màu khai lập, kho báo nhà săn sắp đủ đầy. Phải tìm chìa mở khóa mới hay, rồi đủ món dụng xài chẳng xiết, được viên mãn bảo thân mới thiệt. Chắc lòng ta có Phật rõ ràng, đủ diệu màu quyền bí khai tàng, do kho báu mà an chánh màng. Một phen này lòng ta hãy ráng, đến ngày sau mới đặng thanh nhàn. Ba thân này giác tánh huệ quang, thì sẽ được minh tâm kiên tâm, gây nghiệp lành hướng an Phật cảnh, tạo hung đồ đói lãnh ngục hình. Trong rất nhiều kinh pháp siêu sinh, người đọa lạc trầm luân mãi mãi, nên phải đành tam quân lập lại. Đời 20 thế kỷ tiêu điều, trong hội này công quá ít nhiều. Tùy duyên nghiệp luật triều thượng phạt, đáp những công hiền ngu khao khát, nhờ mưa lành tươi mát ba tầm. Cái trường thi đạo đức rất thông, mà cũng ở vào trong căn hành. Thì đức trí thì trong bản tánh, chỗ bãi thành do ở lòng người. Điều chánh tà sửa tập 20, luận chân lý người người hiểu lấy, lời kinh pháp tỏ tường nơi đây. Khá rõ thông phải quy thiệt hành, nên luận bàn nhiều e lẫn trượt thanh, nào xa chỗ đức lành tập luyện.
mong đồng đạo tâm suy, rồi nghiền những tông truyền quyền biển chớ chạy, nói bao lời thuyết nghĩa không hay. Mong lòng thiện thêm đầy mới là, thôi ngưng bút dứt lời thanh nhã, chúc đạo hiền đức cả đứng sờn. Rồi sau này cũng được hướng ân của Phật thánh tiên thần ban bố. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát.